Xin chào mọi người, đây là video mình sẽ chia sẻ với mọi người về một cái trường phái phong thủy mà rất là nhiều người tìm hiểu phong thủy bây giờ không có nắm bắt được. Và mình rất là bất ngờ với nhiều người giống như tôi biết là tôi người mệnh này, tôi hành này, tôi hướng này là tốt. Tức là chỉ quan tâm tới phong thủy bát trạch, tức là phong thủy hướng thôi. Ví dụ bát trạch thì mình đã chia sẻ ở cái bài trước rồi, tức là trong phong thủy thì nó còn có tọa và hướng, tức là cái nơi đặt vị trí, sau đó rồi mới tới hướng. Chứ còn bây giờ cái hướng thì tốt đó, nhưng mà cái vị trí nó không tốt đẹp, nó không có phù hợp, thì cái hướng nó không có đem đến tác dụng gì cả, mà thậm chí nó còn đem đến rất là nhiều cái phiền toái ở trong gia đạo. Cái bài phong thủy này thì nó là một phần trong cái lớp phong thủy ứng dụng, gồm có phong thủy bát trạch, phong thủy cửu cung và phong thủy long đầu của mình ở trong cái chương trình dạy lớp phong thủy ứng dụng. Thì hôm nay mình chia sẻ sơ với một người và có một cái ví dụ để mọi người mường tượng ra rằng cái phong thủy cửu cung nó thật sự quan trọng hay phong thủy bát trạch mới là thật sự quan trọng. Và nếu kết hợp luôn được cả hai cái thứ đó, phong thủy bát trạch, phong thủy cửu cung trong một ngôi nhà thì điều đó thật sự rất là tuyệt vời ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người nè. Phong thủy cửu cung tức là cũng có thể nói gần tương tự như phong thủy bát trạch, thì cũng dựa vào bát quái, cái bát quái đồ mà tính cửu cung. Thì trong bát quái đồ thì nó có chính và phụ. Chính là gồm có các hướng như là đông, tây, nam, bắc, và phụ là gồm các hướng như đông nam, đông bắc, rồi tây bắc, rồi tây nam. Đó là các cái hướng chính và phụ, người ta gọi là tứ chính và tứ duy. Đầu tiên hết á, thì chúng ta phải hiểu cửu cung là gì. Trong phong thủy cửu cung thì nó có xác định như thế này. Mình sẽ giới thiệu với mọi người chính cái cung mà phong thủy cửu cung nói đến. Đầu tiên hết, trong phong thủy cửu cung là số 1, cung quan lập. Cung quan lập, cung quan lập á, thì nó nằm ở hướng chính bắc. Và chắc chắn là cung khảm, hành thủy. Thứ hai là cung tình duyên. Hay còn gọi là cung tình cảm ở trong gia đình. Thì cái này á là thì thuộc hướng tây nam. Tây nam thì là cung khôn hành thổ. Cái này là cung khôn và hành thổ ha. Thứ ba trong gia đình nè ha, quan lập tình duyên, rồi đến là cung tài lộc ha. Cung tài lộc á thì thuộc hướng đông nam, cung tốn hành mộc hướng đông nam thì thuộc cung tốn hành mộc. Rồi thứ tư là cung gia đạo. Cung gia đạo thì là thuộc hướng chấn đông. Cung chấn hành mộc nó thuộc đông, chấn mộc luôn. Thứ năm là trung cung. Cung này là trung cung, người ta còn gọi là cung sức khỏe. Thôi mình ở đây mình ngược lại đi,
ở đây là mình phải để tên đi là sức khỏe. Là cương cung. Thì nó là thuộc thổ. Ha. Số 6 là cung quý nhân. À, cung quý nhân á thì thuộc hướng Tây Bắc, cung càn hành kim. Số 7 là cung tử tức. Tôi quen với cái cung hoài tử tức. À, cung tử tức á, thì thuộc hướng chánh tay, cung đòi hành kim. Thuộc kim. Và hướng thứ 8 là cung học vấn. Cung học vấn này á thì thuộc hướng Đông Bắc. Thuộc cung cấn hành thổ. À, Đông Bắc là thuộc cấn thổ rồi. Và cuối cùng là cung địa vị. Hướng chánh nam thuộc cung ly, thuộc hỏa. Đây là cửu cung trong phong thủy cửu cung. Phải xác định được cửu cung này ha, thì bắt đầu mới tính toán ra cái các cái cung mệnh ở trong gia đạo, vị trí phòng ở đâu, bếp ở đâu, phòng khách ở đâu, phòng làm việc ở đâu, phòng đọc sách ở đâu, dựa trên các cái cung này, tức là tọa vị trí. À, sau đó từ cái tọa cái vị trí đó của cái phòng đó, sau đó chúng ta mới kết hợp với phong thủy bát trạch của cái bài phong thủy bát trạch vô, mình tính toán coi là đầu nằm đặt như thế nào, chân đã ra sao, cửa hướng nào và cái sắc sao. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu luôn cho mọi người một cái thí dụ với một ngôi nhà ha, để mình xác định coi cái các cái cung ở trong nhà nó ra sao. Rồi, rất thí dụ tôi chọn một ngôi nhà vuông đi, hướng nhà là Đông Bắc, hướng cửa chính là Đông Bắc. Đầu tiên hết á, đối với phong thủy cửu cung là chúng ta phải xác định được trung cung ở nhà ở đâu. À, cửu cung thì cho nên là chia cái căn nhà ra làm 9 phần bằng nhau. Thường chọn trung cung thì sẽ chọn là các hình chéo của bốn góc nhà. Đúng không? Như vậy đây là trung cung. Trung cung hồi nãy là mình đã nói rồi, đó là thuộc số 5. Trung cung. Rồi. Từ đây mình mới xác định các cái góc, cái khu vực nào là của cung gì. À, đúng không? Ví dụ như đây Đông Bắc, đây là Tây Nam. Rồi.
đúng chưa? Rồi thí dụ như vậy là đây là bắc, nam, bắc tây chứ, tây đông. Đây bắc, đây đông, đây tây, và đây là nam. Và đây là đông nam. Mọi người đây nam chứ lộn, sorry lộn mọi người. Bắc, nhìn bắc thì đông bên bên trái. Đông bắc. Đông bắc thì đây là bắc. Bắc. Đây đúng rồi, vậy đúng rồi, đây đông bắc. Vậy mới đúng, đúng không? Thì vào bây giờ mình mới xác định. Thì nhìn qua bắc thì luôn luôn là đông nằm bên 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 phải. Thì bây giờ mình xác định trung cung. Bây giờ từ trung cung này mình đo ra đây đông bắc. À. Nếu vậy thì hướng đông bắc của cái nhà này, à cái góc tính từ đây tính ra đông bắc là cung này là đông bắc là hồi nãy là mình xác định rồi là số 8 cung học vấn. À, chánh đông. À, thí dụ hướng này là chánh đông đi. Từ trung cung đo ra đây là chánh đông. Thì chánh đông á thì thuộc cung tố, à cung chấn. Đây là cung gia đạo. À, chỗ này là gia đạo. Đúng không? Cung gia đạo này á thì là thuộc số 4. Quẻ số 4. Rồi từ đây đo qua đông nam. Chỗ này là cung tài lộc. Đúng không? Hồi nãy mình đã nói rồi, ở đây là cung tài lộc. Quẻ này thuộc số 3. Đó. Và qua chánh nam. Hồi nãy là cung ly, cung địa vị, số này số 9. Cung địa vị. Và tây nam là cung tình duyên. Quẻ này quẻ số 2. Qua đây chánh tây. À, chánh tây là cung tử tức. Quẻ này là cung tử tức. À, tử tức á là số 7. Rồi qua đây tây bắc. Tây bắc hồi nãy là gì? Cung tây bắc. Tây bắc, tây bắc là cung càn hành kim. Cung này là cung quý nhân. À. Cung này á là cung số 6. Rồi. Đây hướng bắc là cung quan lập. Là hướng số 1, quan lập. Rồi, đó xác định ha. Học vấn. Học vấn là số 8. Đó. Đó, được đúng chính cung không? À, 1, 2, 3, 4, ha. Đó, 5 là trung cung, là cung sức khỏe, có đủ chính cung. Thì từ các cái cung này chúng ta mới đặt cái phòng như thế nào cho đó. Ví dụ như là phòng này đi, nếu như nhà này là nhà chật, đúng không? Nhà là rộng thì chỗ này cung gia đạo là đặt phòng ngủ nè, đây là phòng làm việc nè,
cung tài lộc này, có thể nối, nếu mà dài thì chúng ta có thể nối vừa cung gia đạo và cung tài lộc. Cung địa vị này, cung tử tức này, cung tình duyên, cung quý nhân. À, trong cung địa vị này, chúng ta không phải là cung địa vị là nó cái gì vậy, cung địa vị chúng ta có thể đặt được bếp ở ngay khu vực này. Vì sao? Vì cung địa vị nó là thuộc cung ly hành hỏa. Muốn phát triển địa vị của cái gia đình này, của cái những người sống trong nhà này, thì nếu mà thêm hỏa vào đây là nó hỏa với hỏa là tương hợp, nó sẽ đem lại cái sự tác dụng. À đúng không? Còn cung tài lộc là hướng đông nam, chỗ này có thể là cái gì, ví dụ như cái phòng ấy thế này, nửa này, nửa trên là thuộc mình làm cái phòng ngủ, chỗ này làm toilet được. Tại vì hướng đông, cung gia đạo á nằm ở hướng đông và hướng kết hợp nửa cái đông nam này nữa, thì nó thuộc thành mật, chúng ta có thể làm cái toilet vô trong này, à cho cái gia đạo nó sắc đẹp. Ví dụ như là trong cái này xong, cái bây giờ chúng ta kết hợp luôn cái phần mà của cái bài trước về phong thủy bát cạch, thì xong cái này xong rồi, cái dòng chúng ta sẽ chọn cái hướng cho từng gia đạo. À đó là cơ bản cái mình sẽ, chứ mà dĩ nhiên là trong cái bài giảng của mình thì mình sẽ rất là nhiều cái chi tiết để mình cách mình cường hóa cái cung lên, cung nào làm cái gì, cường hóa bằng cái gì, bằng những cái vật phẩm phong thủy nào, bằng cái như thế nào thì nó đem lại cái vượng phúc cho người kia. Ví dụ như trung cung đi, là nó hành thổ, nhiều gia đình đó bỏ cái vô cái trung cung này nè, ha, trong cái khu vực này nè, cái bể phốt này, cái bể chứa nước này, à cái toilet nè, thì nó làm sao, nó thuộc thành thổ, thủy nó sẽ khắc, thổ khắc thủy, để thủy vô trong này thì thôi rồi, rồi gia đạo này làm sao, cái cung sức khỏe nó bị phạm rồi, và cung sức khỏe nó phạm thì sao, tạo cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình không tốt đẹp. À nhiều khi đây cung ly hành hỏa đúng không, xong đó thì không để chơi sách, không để cái bếp đây mà để cái bếp bên cũng tự tức là hướng tây, hướng tây nó nằm ở khu vực hướng tây, nó là hành kim, để hỏa lên kim thì con cháu rồi trong nhà nó không có được tốt đẹp, tự nhiên hỏa nó khắc kim, à, làm cho cái cung tử tức ở trong nhà này nó xấu đi, à thì nó sẽ không có nhiều cái điều. Rồi trong khi cung địa vị á, thì hành hỏa chơi sách cái toilet đặt lên, từ toilet là nó tích thủy, rồi thậm chí là đào cái hầm ngầm trong cái cung địa vị này thì thôi rồi, là địa vị nhà này là thua, đi làm hoài không thấy lên trưởng cứ phó rồi không bị đì được không à. Đó là các cung. Còn cung quan lộc đi, nó hướng bắc, à thì là thay vì là kiếm cái gì hành kim hành đồ để lên ở đây cho nó tốt đẹp, nó cường hóa cái cung bắc lên, nó sẽ còn nhiều điều nữa. Cái đó là trong bài học thì mình sẽ có nhiều thời gian mình giảng giải, một bài học thì nó dài, còn ở đây một cái video mình chia sẻ để cho mọi người thấy được. Rất là nhiều người mình thấy rất là có vẻ là giống như ta đây là một cái nhà phong thủy rất là cao, rất là hiểu biết nhiều, nhưng thực chất ra đó thì chỉ hiểu được cái hướng thôi, tức là phong thủy bát trạch thôi, mà phong thủy bát trạch là một cái loại phong thủy rất là đơn giản, được tiến hóa từ phong thủy này ra. À trong phong thủy đối với ứng dụng thì mình thấy tọa quan trọng hơn là hướng. À trong như thí dụ như mọi người thấy như vậy là để mọi người biết rằng cái vị trí tọa ở trong cái gia đạo của mình nó đã tốt chưa, cường hóa cái cung của nó tốt chưa, có được cái nhận định tốt nhất. Chứ đừng có nói trời ơi, nhà tôi chấp cái nhà này nhiều khi không hợp hướng, nhưng mà tôi sắp xếp các vị trí ở trong này ra thì nó tạo ra một cái nguồn năng lượng, dù rằng không hợp hướng thì cái nhà này ở vất rồi rất là ok. Rồi video đến đây thì cũng đã quá dài, hy vọng là mọi người xem video thu thập được một số kiến thức cơ bản hơn về phong thủy, chứ đừng có hiểu một cách quá đơn giản về phong thủy để rồi là rước họa vào thân. Nhà làm xong thì không có tốt đẹp, ở sức khỏe không được ngon lành. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo, có thể về phong thủy, tử vi và tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.